mới quay phim quay tôi nữa trời. Đi vô luôn. Trời trái mau lớn quá vậy. Trái mau lớn thế. Tôi thổi mà. Ghê quá. Hả? Ghê quá. Đi qua không? Qua chứ, bắt cầu qua. Xuống ghe luôn đi. Ô xuống ghe đi đi anh ơi. Có chỗ ngồi không? Gì? Này thăm vườn của anh Xui nha anh em. Để cái cây lên mới được. Anh Xui anh tiễn trái kìa nè. Tiễn sớm sớm cho trái nó mau lớn. Đúng không? Không mà đúng là anh tiễn xong rồi nhìn thấy cái dàn trái nó phì lẹ thiệt chứ. Lẹ. Ừ, cái cây này nè. Bỏ cây lên đi, bơi vòng đi. Nay xì đọt luôn rồi. Hỏi Xui qua đâu có cắt không nè. Cái cây đó còn trái nhiều quá kìa nha. Trời ơi, đụng vô trong đi mới thấy còn nhiều nữa. Rồi bỏ mấy cam đi rồi rước em. Trái trên đọt, ý nói trái trên đọt nó nhiều á. Xin kính chào cả nhà, thì ngày hôm nay thì mình sẽ mời cả nhà đi tham quan một cái vườn cam thì đang trong cái giai đoạn mà trái chuẩn bị cũng sinh lý lần thứ 3. Thì trong cái giai đoạn này á, thì tình hình cam á, thì nó cũng đang giá rất là thấp đối với những cái vườn mà đang chuẩn bị thu hoạch. Thì đây là cũng một trong những cái mà lo lắng của bà con nông dân, thì hy vọng là sau Tết thì sẽ có được cái giá tốt hơn để giúp cho chúng ta bán được giá cao. Thì do cái tình hình mà phân thuốc nó cũng hơi đắt đỏ, chính vì thế mà mong qua Tết thì mọi chuyện nó sẽ lại đâu vào đấy. Thì ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với anh em thì cái chủ đề mà về tiễn trái cho nó sớm. Thì đối với cái vườn này á, thì cái giai đoạn trái là khoảng Úc thì mình đã bắt đầu tiễn. Tại sao là mình lại cho tiễn sớm như thế? Thì có một số cái vườn thì mình lại cho tiễn trễ. Cái trái khoảng ngón giò cái hoặc là cái giai đoạn anh chị cầm cây, trái nó lớn thì lúc đó mình mới xác định rõ là trái nào cần tiễn, trái nào không. Nhưng mà đối với cái vườn này thì mình sẽ cho tiễn sớm. Lý do là do cái vườn này hiện tại nó mang trái rất là nhiều trên cây. Thì theo thông tin từ anh chủ vườn, nó hổng gà anh tiễn ở trên cái dàn đọt thì thuê những cái cô chú anh chị mình gần đó tiễn đứt cái dàn đọt trên để giúp cho cái cây mình nó có nhiều cái nhánh thở hơn, để giúp cho cái cây nó sẽ mau ra cái tược thở hơn, xì tược mau hơn, để giúp cho cái cây nó khỏe, nó không có bị mất sức sau này. Lý do là do cái vườn này nó mang trái rất là nhiều. Thì một cái cây mà sơ trung bình thì ông anh chủ vườn của mình cũng có đếm thử là nó dao động từ khoảng là 150 đến trên 200 trái. Chính vì thế mà anh quyết định, hai anh em bàn với nhau thì cũng đã quyết định là sẽ cho tiễn sớm, nhưng mà tiễn đứt cái dàn đọt. Thì cái lợi ích của việc tiễn trái sớm á, thì nó sẽ có những cái lợi ích như sau. Thứ nhất là giúp cho cái cây của mình sau này nó sẽ mau bắn tược hơn. Và cái thứ hai, nó sẽ duy trì cái màu xanh của cái cây của mình, nó sẽ được bền và lâu hơn, tại vì nó sẽ nuôi cái lượng trái ít hơn. Và cái thứ ba, nó giúp cho những cái trái nằm ở dưới, tầng giữa và tầng dưới thì nó sẽ ít rụng trái hơn. Và nó giúp cho cái trái ở dưới, những trái còn lại, giúp cho những cái trái còn lại nó sẽ xù hơn, dãnh hơn, và giúp cho trái nó mau lớn hơn. Và mỗi một cây như vậy thì ông anh đã tiễn cái dàn đọt trung bình là khoảng 70-80 trái rồi. Nhưng mà những cái cây còn lại thì ông anh đếm thử cũng trên 150 đến 200 trái. Thì đó là cái giai đoạn mà tiễn đầu tiên, để giúp cho cái cây của mình nó thông thoáng được cái dàn đọt. Và trên cái dàn đọt của cái vườn này thì hầu như là nó rất là chóng rồi, rất là khỏe, cái cây nó rất là khỏe. Chỉ còn một số cây nó còn hơi nhiều thôi, do mấy chị mà tiễn thì còn hơi tiếc. Chính vì thế mà sau này thì anh chủ vườn sẽ bắt đầu đi gảo lại để giúp cho cái cây của mình nó sẽ thông thoáng hơn. Và bên cạnh đó thì để mà giúp cho cái trái nó đậu nhiều hơn thì mình trong cái thời gian làm với anh chủ vườn thì mình đã cho anh chủ vườn thì sử dụng những cái sản phẩm như là cánh si bo. Và bên cạnh đó một điều đặc biệt là mình cho sử dụng thêm cái sản phẩm là MKB cộng với cái sản phẩm là ma da kẽm để mà giúp cho cái trái nó đậu được tốt hơn. Thì theo thông tin từ anh á, thì anh cho biết là cái vườn này tỷ lệ rụng trái sinh lý so với những cái vườn lân cận thì nó thấp hơn so với những vườn lân cận. Chính vì thế cái lượng trái mà trên cây nó còn mang lại rất là nhiều. Vì thế chúng ta cần phải đi tiễn trái sớm để giúp cho những cái trái còn lại trên cây nó mau lớn hơn, và cái cây nó sẽ không bị mất sức, nó duy trì được cái màu xanh tốt hơn.
Và ngoài ra thì mình cũng cho sử dụng thêm cái sản phẩm đó là sản phẩm đi thanh xanh. Thì đi thanh xanh cái giá thị trường nó rất là cao nha anh chị em, tầm khoảng 270-280 ngàn một ký. Thì mình có thể là sử dụng là 2 ký đi thanh xanh cho 1 hectare thì để giúp cho cái nhành cây của mình nó được xanh đẹp hơn và quản lý được cái một số cái ghẻ ghẻ do nấm nó gây ra. Thì ông anh đã sử dụng 2 lần cái sản phẩm đi thanh xanh trên cái vườn này và anh chị cũng thấy là cái vườn nó rất là xanh đẹp ha. Và bên cạnh đó thì nó sao không có bám cái màu xanh dương lại giống như những cái sản phẩm khác trên thị trường, nó chỉ là cái màu xanh lá cây và vài bữa thì nó cũng sẽ phai màu hết. Và đồng thời thì mình cũng cho sử dụng những cái sản phẩm như là anemone để giúp cho cái trái nó lớn, hoặc là sử dụng thêm cái sản phẩm kích rễ để cho cái bộ rễ ra cực mạnh để nó hút phân tốt, để giúp cho cái cây nó khỏe hơn và cái nuôi cái trái được đạt tốt hơn. Sau này mình đưa những cái loại phân hộp á thì nó cũng giúp cho cái trái của mình nó sẽ mau lớn hơn. Và bên cạnh đó thì mình cũng cho sử dụng thêm cái sản phẩm đó là cốc Adama cộng với cây dách M8 để tưới gửi rễ. Dạ thì cuối cùng thì mình cũng mong là đã cung cấp thêm những cái thông tin để giúp cho anh em sẽ có thêm cái thông tin về cái việc tiễn trái. Nếu như cái vườn cây chúng ta trái quá nhiều, quá sai thì anh em tiến hành tiễn trái càng sớm càng tốt để giúp cho cái cây nó mau khỏe hơn. Và cuối lời thì xin chúc cho anh em sẽ có được một cái năm 2023 thành công. Và chúc cho anh em sẽ có một cái mùa xuân vui vẻ bên người thân và gia đình. Dạ, cuối lời xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chân thành cảm ơn.